Mình có một câu hỏi cho các bạn. Vũ khí nào là tốt nhất để tiêu diệt zombie? Rượu? Không. Kiếm nhật? Không. Đơn giản đó là súng. Súng có tầm sử dụng rất là xa và sát thương rất là cao, tạo sự an toàn cho người sử dụng. Vậy ta có thể kiếm súng ở đâu? Đi khắp các căn nhà dân và tìm kiếm một cách vô vọng. Cầu trời khấn Phật, thắp nhang cúng ông địa để may mắn tìm được một vài khẩu súng không? Hay gõ vài dòng lệnh để lấy súng không? Cách 1 thì quá khổ sở và may rủi. Cách 2 thì quá bá dơ nên không nên làm theo. Còn cách 3 thì... đơn giản là tìm súng ở các cửa hàng súng hay tiệm cầm đồ. Nơi đây có đủ loại súng trên trời dưới đất tha hồ cho bạn lựa chọn. Lúc này sẽ có bạn hỏi: vậy ta chỉ cần vô đó lấy súng rồi bắn zombie thôi đúng không? Có con khỉ á, không dễ về đâu. Bạn bắt buộc phải vượt qua lớp hàng rào chắn bằng kim loại của cửa hàng để tiếp cận kho súng. Lớp hàng rào này rất cứng và không thể nào phá được bằng tay hay bằng rìu hay bằng búa. Vậy làm sao để vô đây? Gần như 99% người cũ chơi gồ với zombie đều biết rằng cần một cây búa tạ để đập vỡ lớp hàng rào ấy. Nghe thì đơn giản, nhưng bạn có biết rằng búa tạ là một trong những vật phẩm hiếm nhất trò chơi? Mình đã có làm một video về đề tài đó, bạn có thể xem lại ở kênh mình nha. Thì cũng là do tình cờ mình dạo một vòng trên YouTube để kiếm đề tài làm video cho các bạn xem, thì mình vô tình tìm được một mẹo khá hay để phá lớp hàng rào tiệm súng. Chủ nhân của mẹo này đó là Tích Ba Lan. Các thứ bạn cần cực kỳ đơn giản và dễ kiếm ở khắp mọi nơi: một bình xăng, một bình nước, một bật lửa, một xác của một con zombie. Cách thực hiện: nhặt xác zombie vào túi, đứng sát một bức tường nào đó, nhẹ nhàng quăng cái xác xuống đất, chuột phải vào cái xác chọn bên the cop, đợi vài giây cho lửa cháy bức tường rồi nhanh tay chuột phải vào đám lửa chọn dập tắt nó đi. Và boom, bạn đã có thể vào được nơi đây cực kỳ dễ dàng. Và bạn có thể tha hồ lượm hết súng đạn mà mang về. Lưu ý, sẽ có tỷ lệ rất nhỏ bức tường dù đã cháy nhưng bạn không thể truy cập được. Lúc này bạn chỉ cần thử ở các bức tường khác và lặp lại như trên. Chúc các bạn thành công. Nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé. Bye bye.